Chào các bạn, mình là Kỹ Sư Hẻm. Hôm nay mình sẽ giải đáp cái thắc mắc cho rất là nhiều các bạn hỏi. Thì vấn đề mình sẽ tập trung chuyên sâu vào vấn đề là heo dầu, heo thái. Rồi, thì trong cái phần mà độ xe cơ bản á, thì với mình thì mình thường độ phần nào nhất? Đầu tiên á, khi mà lấy chiếc xe về, mình sẽ độ cái phần hệ thống thắng của nó trước. Độ để làm gì? Độ để cho cái hiệu quả thắng nó tốt hơn nhiều và cái chất lượng thắng nó cải thiện hơn nhiều lần. Đấy. Chứ không phải là độ để cho hình thức nó đẹp mắt thôi. Tại vì cái đẹp mắt thì thật ra nó cũng chỉ nhìn được đẹp thôi, nhưng mà cái chức năng sử dụng tốt hay không thì nó lại phụ thuộc vào cái con heo thắng. Nó sẽ giúp cho bạn an toàn và hiệu quả trên từng nẻo đường. Đấy. Thì với heo thắng thì nó sẽ phân ra rất nhiều loại. Đầu tiên là heo 1 piston, heo 2 piston, heo 3 piston, heo 4 piston, thậm chí có cả heo 6 piston. Thì cái piston nó tính hàng sao? Thì chẳng hạn giống như một con heo như thế này là heo xe thông thường đi, thì cái số lượng piston của nó thì sẽ nhận biết bằng cách nhìn vào phía bên trong của con heo. Đấy, chẳng hạn như con heo này 2 piston thì chúng ta sẽ nhìn thấy thì nó có một cái ống tròn ở đây và một ống tròn bên đây, thì đó tính là con heo 2 piston. Còn với con heo 4 piston thì khi mà nhìn vào bên trong nó thì nó sẽ có 4 cái piston hình tròn đây, thì nó gọi là heo 4 piston. Và cứ thế nhìn vào số hình tròn bên trong của con heo thì chúng ta sẽ biết nó là heo bao nhiêu piston. Thì thông thường á, thì cái heo piston mà càng nhiều á thì sẽ càng ăn. Nhưng vẫn có những con heo 4 piston vẫn có thể ngon hơn 6 piston, đó tùy vào lại công nghệ nữa. Đấy, chứ không hẳn là cứ nhiều piston là sẽ ăn, và cũng không hẳn là ít piston hơn là sẽ ăn, mà cái đó là tùy vào chất lượng, tùy vào cái con heo và tùy vào cái nhà sản xuất của nó. Thì một cái ngôn ngữ thông dụng mà người ta hay hỏi mà khi mà đổ xe á, là con heo là 100mm hay là heo 108mm. Thì con số đó là sao? Có nghĩa là ở những cái dòng phục đời mới của các xe mô tô á, nó là phục upside-down. Thì cái chân bắt con heo dầu của nó là nó hình chữ U như thế này. Thì cái con số 108 hay 100 á, là nó xác định từ cái điểm bắt ốc, tâm điểm bắt ốc bên đây tới tâm điểm bắt ốc bên đây. Thì với toàn bộ những cái dòng xe Nhật xài phục KB hay là phục Showa thì toàn bộ nó đều là 108mm tính từ tâm ốc bên đây và tâm ốc bên đây. Thì nghĩa là toàn bộ heo nghe mang số hiệu 108mm đều gắn được toàn bộ trên các xe Nhật. Chỉ trừ một số dòng cao cấp nhất thì nó sẽ xài phục Ý trên xe Nhật, chẳng hạn như là H2 hay là ZX10. Đấy. Còn bắt đầu heo 100mm thì cũng như vậy thôi. Hình dáng phục các thứ cũng y chang, chỉ khác là cái lỗ của nó từ đây qua đây chỉ là 100mm. Thì tùy vào đó, nếu mà chúng ta chạy xe mô tô thì chúng ta nghe mà người ta bán heo như thế nào thì chúng ta sẽ biết được con heo đó nó gắn vừa với mình hay không. Và với bắt đầu tới các loại heo thì không hẳn heo nào nó cũng sẽ có cái giá thành như nhau, mà nó còn tùy vào chất lượng và độ của xe nữa. Chẳng hạn như con heo này là con heo Tokiko từ xe CBR600 ở những cái năm đời trước, thì cái chất lượng của nó chỉ ở mang tính chất là gọi như là vừa phải, nghĩa là đủ xài cho xe mô tô thôi, chứ nó không phải là lại ngon nhất. Nói chung là nếu mà theo mình á, cái con mà dòng đúng vậy á, thì nó là chất lượng so với những cái xe thông dụng thông thường Exciter thì nhiên nó ngon hơn nhiều, nhưng mà nếu mà trong dòng xe mô tô á, thì nó là ở mức thấp nhất. Thì thường những con heo 4 bis như thế này á, nó chỉ có giá thành khoảng 1 triệu hoặc 1 triệu mốt mà thôi. Thì việc mà gắn những cái con heo này vào xe thì dĩ nhiên so với những con heo 2 bis của những cái xe thông dụng bình thường thì nó sẽ có hiệu quả gấp đôi, gấp ba. Tại vì đồ xe mô tô mà, zin đồ ngon rẻ nhất của xe mô tô cũng vẫn ngon hơn đồ xe thường của mình rồi. Đấy. Nhưng mà những cái con heo bự này nó sẽ bắt đầu nó gắn, khi mà gắn nó sẽ có một số dòng xe nó sẽ hơi khó gắn. Tại vì khoảng cách từ đĩa, đấy, cái khoảng cách từ đĩa cho tới cái lồng manh bên trong á, nó rất là ít, vì nên sẽ có một số xe nhỏ nó khó gắn. Nhưng sẽ có một số xe mà nó dễ gắn như là Raider hay là Honda Winner sau này, thì những con 4 bit bự như thế này sẽ đều gắn được hết. Đấy, đây là con 4 piston và của Tokiko. À, ngoài ra còn một điều nữa, còn có một cái ngôn ngữ nữa mà người ta hay nói, đó chính là heo monoblock hay là heo hai mảnh.
Điều đó có nghĩa là cái gì? Hai mảnh có nghĩa là một con heo nó sẽ được ráp bởi mảnh bên trái và mảnh bên phải, ráp bằng những con ốc, nó xiết lại để ráp thành con heo, thì này gọi là heo hai mảnh. Còn heo monoblock nghĩa là sao? Nghĩa là nguyên cái con heo này nó là đúc nguyên một khối, và sau đó nó sẽ dùng máy tiện CNC, nó sẽ CNC đi cái đường dầu bên trong. Dĩ nhiên cái con heo mà nó nguyên một khối giá thành nó sẽ cao hơn là cái con heo mà ráp hai mảnh. Ngoài ra nó còn một loại nữa mà mình không có ở đây, đó chính là heo tiện nguyên khối. Thường nó gọi là heo đồ chơi mà của mấy cái hãng lớn á, thì thường giá nó gấp rất là mắc. Thì cái heo đó là sao? Nghĩa là từ một khối nhôm nó tiện thành một con heo. Còn cái heo mà monoblock, heo khói này có nghĩa là nó đúc một cái khói đã thành hình cái con heo này rồi, và nó chỉ gia công thêm những cái đường dầu, những chi tiết khác thôi. Đấy, đấy, đây là xong con heo CBR600 ha. Qua đến tất các dòng Kawasaki đời trước thì thường nó sẽ là xài hai con heo mà có hình vòng tròn màu đen này. Thì với cái dòng này thì giá nó mắc hơn cái dòng kia, nhưng mà nó chỉ khoảng 1,3 triệu một con thôi, và hiệu quả của nó sẽ tốt hơn con kia khoảng 10-15%. Đấy, và cái dòng này nó cũng chỉ là heo hai mảnh. Đấy, thường mấy đời trước heo Kawasaki nó là heo hai mảnh, nó có ốc bắt hai bên lại. Qua tới về sau này, khi mà bắt đầu tới những cái xe đời mới của Honda như là Honda CBR1000, thì khi mà cái tiêu chuẩn chất lượng nó cao hơn, nó muốn thắng ngon hơn, áp lực dầu tốt hơn, nó đổi qua nó xài heo monoblock. Thì với Tokiko nó đưa ra sản phẩm heo monoblock tiện nguyên khói, nhìn chất lượng cũng ok, về trọng lượng nó cũng khá là nhẹ, nó khoảng cỡ 1 kg. Nhìn hình dáng nó cũng ok, giá thành của nó thì khoảng 1,5 triệu một con. Đấy, như thế này. Đấy là những dòng heo Tokiko thông dụng. Bây giờ bắt đầu mình mới đổi qua một cái hãng Brembo. Như các bạn thấy đây, đây là một con heo Brembo tháo từ xe, những cái dòng xe đời mới hiện nay như là Ducati Panigale mà bản tiêu chuẩn 899 hoặc 959, hay là những cái con Scrambler mới, hay là những cái con, nói chung là đây hiện giờ nó đang là ở những cái xe đời mới, nó đang là dòng thấp nhất của Ducati thì gắn những con heo này. Và với những dòng cao nhất của Ducati thì hiện giờ nó sẽ lên con này. Con này thì người ta thường gọi nó là heo Brembo M50. Đấy, con này hiện giờ là trên xe zin là nó là cái dòng cao cấp nhất. Đấy, thì thường giá cả của cặp M50 này á, nó khoảng tầm 14,5 triệu một cặp. Thắng thì bạn đừng có suy nghĩ, lên là thắng rất là mướt, rất là ngon. Và một cái nữa, cái con heo nó hơn với nhau ở chỗ nào? Nó hơn ở chỗ là khi bạn thắng á, cái lực thắng nó ra rất là mượt, rất là đều. Và khi mà bạn không thắng nữa, cái con heo nó chả áp suất về, nó không có dính đĩa. Vậy nên thường á, mình chạy mình những con heo xịn nó sẽ chạy mướt hơn là những con heo thường rất là nhiều lần. Đấy, và dĩ nhiên lúc nào cũng vậy, thì thay heo nó sẽ bắt đầu phải thay cái cụm thắng để phù hợp với heo. Thì ở cái bài viết này mình, cái bài nói này mình chỉ nói về heo thôi, chuyên đề về heo thôi. Thì các bạn cứ nhớ ha, toàn bộ xe Ý hoặc là xe của từ châu Âu, giống như là BMW S1000 hay là Aprilia RS4 hay là mấy hãng Triumph hay gì hết, thì toàn bộ tụi nó sử dụng một cái loại duy nhất, đó là heo 100mm, có nghĩa là khoảng cách phục 100mm. Còn xe Nhật mặc định của nó là 108mm. Đấy, thì sau này heo xe Nhật nó cũng bắt đầu nó sản xuất ra những cái loại heo Brembo cho xe Nhật. Điển hình là trên con Suzuki GXR1000, bắt đầu từ năm 2012-2013 là nó sẽ trang bị trên những con này. Và tới năm 2014-2015 cũng năm đó nó cũng trang bị luôn cho cả dòng 600 và 750. Thì cái con này á, tên nó là heo M40 108mm. Giá của nó trên thị trường thì cặp bạc thì nó khoảng 8 triệu một cặp, còn với cặp vàng thì nó khoảng 10 triệu một cặp. Tại vì cặp vàng này nó thuộc bản limited, có nghĩa là nó chỉ sản xuất số lượng giới hạn, và ở những cái bản mà cao nhất thì nó mới trang bị cái màu vàng này thôi, còn lại đa phần chỉ là màu bạc và màu vàng, cũng có lâu lâu có khi màu đen, nhưng mà màu đen rất được chuộng lắm. Ngoài ra trên cái thị trường hiện nay thì người ta hay đề cập tới con heo gọi là con heo Brembo Hybrid. Đấy, đây trên tay tôi đã là một con heo Brembo Hybrid, và nó sẽ phân ra là heo Brembo Hybrid logo nhỏ hoặc logo lớn. Logo nhỏ có nghĩa là cái logo Brembo này nó nhỏ hơn cái này nữa, nó nhỏ bằng một nửa cái này.
và mặt sau của nó thì nó không có logo, thì đó gọi là heo Brembo logo nhỏ. Còn heo Brembo logo lớn nghĩa là mặt sau nó có in logo Brembo và mặt trước logo Brembo của nó cũng lớn hơn đó. Còn về cái chỗ bắt lỗ các thứ thì nó y chang nhau hết. Thì thường mấy con mà logo nhỏ thì giá nó khoảng tầm cỡ 2 triệu, còn mấy con mà logo lớn sau này thì giá nó tầm khoảng 2,5 triệu tới 2,8 triệu. Và có một cái là với con heo này thì trên thị trường nó có bán hàng nhái rất là nhiều, và thậm chí nó tinh vi tới mức mà mình nhìn mình cũng chẳng biết nữa. Bây giờ nói thiệt chứ mà nói mình nhìn con heo nào mình biết nó là thiệt hay là giả khó lắm. Chỉ có mình là người mua, mình mua đúng cái con heo đồ zin tháo trên xe, những cái dòng xe Ducati của Ý ra thì mình mới dám xác nhận rằng cái đồ đó là đồ chính hãng, đồ zin. Còn những cái đồ ở ngoài người ta bán mới thì sự là mình không có chuyên sâu về cái mảng đó, mình không thể dám chắc hay là mình biết được nó là đồ như thế nào. Đấy, bởi vậy nên thôi, mình tốt nhất là mình chỉ xài những cái đồ mà đồ chính hãng theo xe, tháo xe ra. Đấy, thì với cái con Habit này á, thì zin của Ducati thường nó trang bị cho toàn bộ tháng sau. Thì khi mà bạn đưa ra tháng trước á, thì nói chung nó cũng đáp ứng được cái hiệu quả tháng trước, nó sẽ ngon hơn những cái con Habit zin của xe như Exeter hay gì đó. Nhưng nếu mà để mà nó mà bỏ ra một cái số tiền mà khoảng 2,5 triệu, 2,8 triệu mà đưa ra cái hiệu quả chỉ ngon hơn ở mức độ khoảng 50% thì mình thấy cũng được, nói chung là được cái thương hiệu với lại heo này xài cũng được. Nhưng thường á, heo ở nhà mình á, nếu mà mình xài mà để cho mình xài mà để mà mình an toàn á, thì thường mình xài cái con heo 4 piston. Đấy, nó nhỏ gọn bên nên cắn toàn bộ nó cũng y chang như là con heo 2 bit vậy á. Nhưng mà được cái nó 4 piston, thì cái 4 piston của nó kèm với lại cái bố thắng của nó dài hơn, cái lực thắng nó ra rất là chuẩn, rất là mượt. Mình thường hay trang bị những con heo này trên những cái xe stunt biểu diễn của mình để đưa ra cái lực thắng tốt hơn rất nhiều mà không cần phải thay cùm. Đấy, con heo này mình có thể xài lại cùm zin thôi, không phải tốn tiền thay cùm. Con heo 2 bit này cũng vậy, xài cùm zin thôi, không thay cùm. Đấy, thì với 4 piston nó đưa ra lực thắng khi mình bóp nhẹ rất là dịu, nhưng mà khi mình siết mạnh nó sẽ rất là căng và đạt được hiệu quả và thắng lại xe tốt hơn. Thì con heo này á, tên của nó là Nissan F4. Thường nó sẽ được trang bị trên những dòng xe của Ý, mà cụ thể là của hãng MV Agusta. Đấy, một cái hãng rất là danh giá. Con heo này á, thì giá của nó tầm 3 triệu một con. Thì thường mình thích xài con heo này hơn trên những cái xe của mình.